Sử Tử Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm gì là Cửu Tiểu, được chế tác từ chất liệu là gỗ bách xanh mộc châu. Và tác phẩm này được đục rất là tuyệt vời các bác nha. Và em sẽ quay để cho các bác có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn. Tác phẩm có mã là TPDL189, có kích thước là cao 64, ngang 80 và sâu 32. Hiện tại tác phẩm này có nặng 46kg và có giá bán bên em là 17 triệu đồng cho tác phẩm này. Các bác có thể nhìn thấy là một cái phôi gỗ bách xanh mộc châu rất là lớn đúng không ạ? Và những bác nào mà trước đây đã trượt mua cái bức Di Lặc Cửu Tiểu bách xanh bên em rồi thì đây là tác phẩm thứ hai mà các bác nên sở hữu các bác nhé. Rất là đẹp và rất là ít khi, hiếm khi được mới gặp được những cái phôi bách xanh mộc châu to và đẹp cân kiện như này để có thể làm đấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy là được đục rất là tuyệt vời đúng không ạ? Từng đường nét được làm rất là kỹ lưỡng, sắc nét. Các tiểu đồng và các cái chi tiết dây tiền được đục canh bông rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là phần mặt của cụ Di Lặc được làm rất là đẹp và nét, ngồi ung dung tự tại, nâng thỏi vàng. Và bên này là những tiểu đồng nhỏ xinh các bác nhé. Những tiểu đồng nhỏ xinh đang đùa vui xung quanh Phật Di Lặc. Và tượng Phật Di Lặc thì được trưng bày ở trong nhà, nơi làm việc hoặc các cơ sở kinh doanh. Và hình ảnh Phật Di Lặc đã không còn quá xa lạ, nhưng vẫn còn nhiều người thường hay nhầm lẫn Phật Di Lặc với thần tài. Thần tài thì là một trong những cái ông tượng đem lại may mắn về tài lộc các bác nhé, và đội mũ đấy ạ. Còn Di Lặc thì là ngồi ung dung tự tại, là một ông Phật béo mập, lúc nào cũng cười hoan hỉ các bác nha. Bụng căng tròn, bóng ngực thì phanh, thân hình thì tròn đầy, thấp, dáng bệ vệ. Và với hình ảnh Phật Di Lặc như thế này thì người ta thường coi Phật Di Lặc là một biểu trưng cho sự no ấm đầy đủ và một cuộc sống tươi vui. Và theo dân gian thì người ta cho rằng Phật Di Lặc tươi cười xung quanh là bầy trẻ thơ nô đùa vui vẻ, chính là một hình ảnh mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Nhiều người còn cho rằng để một bức tượng Phật Di Lặc ở trong nhà thì sẽ đem lại may mắn, phúc lộc, sung túc và con cháu đầy huề cho gia đình. Và Phật Di Lặc thì sẽ ở những cái dáng tượng khác nhau, nhưng phổ biến nhất thì lúc nào cũng sẽ gắn liền với 9 tiểu đồng. 9 tiểu đồng sẽ đem lại giao cho gia chủ có một cuộc sống sung túc đầy đủ, gia đình lúc nào cũng đủ nếp, đủ tẻ và đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Và các bác có thể nhìn thấy là ở tác phẩm này hội tụ rất là nhiều tiểu đồng, nghệ như ý, dây tiền thì sẽ đem lại cho gia chủ tiền bạc rủng rỉnh này, gia đình lúc nào cũng của cải đủ đầy. Bên này thì có hồ lô sẽ đem lại trường thọ cho gia chủ này. Bên này thì có gậy như ý. Và Phật Di Lặc cũng ngồi lên gậy như ý và ngồi bên cạnh bao tiền nữa. Một chum tiền to đằng sau nữa các bác này. Những cái chi tiết rất là tuyệt vời để đem lại ý nghĩa phong thủy tốt cho tác phẩm này. Và em sẽ quan sát từng cái tiểu đồng một để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức những cái nét đẹp tuyệt vời của cái tác phẩm Cửu Tiểu gỗ bách xanh mộc châu này các bác nha. Làm rất là đẹp và sắc nét từng chi tiết một. Và tác phẩm này thì em sẽ quay cả mặt sau để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn về cái tác phẩm Cửu Tiểu này. Rất là to luôn ạ và rất là nặng luôn đấy ạ. Vì còn nặng tận 46kg các bác nhé. Còn nặng 46kg. Và đây là mặt sau. Mặt sau đây các bác nha. Nguyên một cái dáng gốc này, dáng gốc và phần lũa da đanh rất là tuyệt vời. Và chúng ta, nếu như bác nào mà chúng ta đang có một cái đôn mà to, đẹp, dáng chữ nhật và các bác để trong phòng khách thì tuyệt vời luôn ạ. Để ở trước bàn uống nước thì rất là đẹp. Và tác phẩm có mã là TPDL189, có kích thước cao 64, ngang 80 và sâu 32. Hiện tại tác phẩm này còn nặng 46kg và có giá bán bên em là 17 triệu đồng cho tác phẩm này. Và nếu như bác nào chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác hãy liên lạc qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tượng Gỗ, hoặc các bác có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để theo dõi và đặt hàng. Và các bác hãy ấn đăng ký và nút chuông bên cạnh để có thể theo dõi các video phong thủy và được livestream bên em các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.